Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự sáng thứ hai, ngày 24 tháng 5 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, mọi việc thì nó có cái sự khởi đầu thì nó không phải có cái sự kết thúc. Thực ra cái chuyện bầu cử ở Việt Nam nó là một cái điều muôn thuở, ai cũng biết. Đó là không bầu thì cũng biết ai sẽ trúng. Tuy nhiên, với cái kết quả bầu cử ngày hôm nay ở Việt Nam mà những cái bản tin của truyền thông nhà nước cho biết về cái kết quả bầu cử quốc hội cho thấy có tới 99,98% người dân tham gia bầu cử. Thì chỉ dựa vào những cái con số thống kê như vậy thì quý vị cũng biết nó là những cái điều không thực sự. Và tất cả kết quả bố trí của họ đã được sắp xếp sẵn. Ai sẽ trúng cử, ai sẽ lọt vào trong quốc hội hay hội đồng nhân dân các cấp là một cái điều tất yếu. Vậy thì nó có cái gì mà vui vẻ? Đó là lý do vì sao người ta nói cái tối thiểu ở cái bầu cử Việt Nam không có, đó là người dân không hồi hộp. Đó là một cái điều theo chúng tôi nó khác cơ bản đối với các xã hội dân chủ. Mà ở đó, những cái ngày bầu cử thực sự là những ngày hội, người dân hết sức hy vọng bởi vì một cái quốc hội mới sẽ có những cái quyết định ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mỗi người. Đó là trong một cái xã hội dân chủ đa đảng, khi có những cái sự cạnh tranh chính trị giữa các đảng phái và các ứng cử viên phải tỏ ra họ là những người vượt trội với các chủ trương chính sách mà đánh trúng vào tâm lý của các cử tri. Và đó là lý do tại sao cử tri lựa chọn họ chứ không lựa chọn các ứng cử viên khác. Thưa quý vị, ở những cái xã hội dân chủ thì những cái ngày bầu cử trước, trong và sau thì người ta hồi hộp theo dõi. Trong ngày bầu cử thì có hàng chục đài truyền hình đưa tin về tin tức bầu cử với những cái tường thuật trực tiếp tại các cái điểm bầu cử, các tỉnh, các vùng để người dân có thể cập nhật là số phiếu của các cái đảng tham gia tranh cử từng phút, từng giờ. Chứ không phải như ở Việt Nam, thưa quý vị, cái việc bầu cử hoàn toàn là một cái sự sắp xếp sẵn, không có gì khiến cho người ta phải hồi hộp. Và có lẽ một cái người Việt Nam duy nhất hồi hộp, đó là Vương Đình Huệ, trong ngày bầu cử đã nói với báo giới rằng trước, trong và ngày hôm nay, tức ngày bầu cử, ông Vương Đình Huệ nói tôi không ăn không ngủ và tôi hồi hộp để chờ mong một cái kết quả bầu cử quốc hội. Thưa quý vị, cái điều đó nó cũng không sai, bởi ông Vương Đình Huệ là trong tư cách Chủ tịch Quốc hội khóa 15. Có nghĩa là ông Vương Đình Huệ đã biết chắc chắn ông đã là Chủ tịch Quốc hội của một cái quốc hội người dân sắp đi bầu. Đó là cái điều hoàn toàn nghịch lý. Trở lại một cái vấn đề, thưa quý vị, đó là báo cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia tới 22 giờ ngày 23 tháng 5 cho biết tổng số cử tri ở Việt Nam tham gia bỏ phiếu vào khoảng 67.630.011, tức là chiếm tới một cái tỷ lệ 98,43%. Thưa quý vị, theo thông tin được cái Hội đồng Bầu cử Quốc gia cung cấp cho báo giới lúc 24 giờ ngày 23 tháng 5, tức là cách đây vài tiếng đồng hồ, thì số lượng cử tri tham gia bầu cử là 67.630.011 trên tổng số danh sách cử tri phải tham gia bầu cử là 68.709.092 cử tri. Thậm chí theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao, trên 90%, đặc biệt ở tỉnh Hậu Giang có một tỷ lệ đạt tới 99,99%. Thưa quý vị, chúng tôi liệt kê các cái kết quả bầu cử ở cái dạng tổng quát nhất, vì thưa quý vị, hình như nhà nước Việt Nam người ta cũng biết và người ta tự xấu hổ với những cái số liệu được cho là kết quả của bầu cử ngày 23 tháng 5, nên truyền thông nhà nước ít đưa tin về cái kết quả bầu cử này. Trở lại một số vấn đề mà các quý khán thính giả của KTV có viết thư hỏi chúng tôi và đề nghị chúng tôi rằng hãy nói về cái cuộc bầu cử tự do ở các nước dân chủ như thế nào để có điều kiện so sánh với cái cuộc bầu cử ở Việt Nam hiện nay. Thưa quý vị, ở Việt Nam hiện nay là một chế độ độc đảng, do đó không có sự cạnh tranh chính trị, nên cái việc bầu cử quốc hội hay hội đồng nhân dân thì nó khác cơ bản hoàn toàn đối với các nước
có cái chế độ đa nguyên chính trị, tức là có sự cạnh tranh giữa các cái đảng chính trị để đưa các cái đại diện của họ vào trong quốc hội hay các cái tổ chức hội đồng nhân dân các cấp. Và thưa quý vị, tôi có một thời gian dài là phóng viên ở Thái Lan. Vào năm 2011, tôi đã viết một cái bài viết liên quan tới bầu cử ở Thái Lan thực chất là sao. Tức là những cái điều này nó xảy ra cách đây 11 năm. Tuy nhiên đến hôm nay, những cái thông tin mà tôi viết cách đây 11 năm nó vẫn tồn tại. Và cách đây vài giờ tôi có gọi điện hỏi lại một số bạn bè ở Thái Lan thì đều nhận được một cái câu trả lời. Nó vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả. Chỉ có 7 năm trở lại đây thì với một cái chính quyền độc tài quân sự, dù rằng người ta đã tổ chức bầu cử, xong những cái hiện trạng bầu cử ở Thái Lan hiện nay vẫn y như nguyên. Và đó là lý do trong cái bài nói chuyện hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị về cái cuộc bầu cử dân chủ ở Thái Lan, là một cái đất nước trong khu vực Đông Nam Á có những cái nét tương đồng với Việt Nam. Và chúng tôi hy vọng trong cái bài nói chuyện hôm nay chúng tôi nói về các cái vấn đề cử tri được ưu ái, thậm chí các cái đại biểu quốc hội hay đại biểu các cơ quan dân cử khác muốn cử tri giành phiếu cho họ thì họ phải mất tiền. Và đây là những cái vấn đề được cho là phản dân chủ, nhưng nó là một cái thực tế hiện hữu ở Việt Nam hiện nay. Và thưa quý vị, tương tự ở Campuchia hay Malaysia, nó cũng có những cái trường hợp xảy ra như vậy. Chúng tôi nói cái vấn đề này tại thưa quý vị, theo dõi cuộc bầu cử ở Việt Nam thì được biết trên mạng xã hội Facebook của người ta có dẫn ra các cái chứng cứ cho thấy ở một số huyện ở tỉnh Bắc Ninh, đó là Tân Liên, Tân Phong, người ta đã chia cho cử tri mỗi người 50.000 đồng tiền Việt Nam để đi bầu cử. Và đó nó cũng là những cái lời hướng của sự bầu cử tự do, trong đó nó có cái lợi ích của các cái đại biểu nhân dân. Có nghĩa là người ta gặt hái được những cái lợi ích lớn thì người ta phải bỏ vốn ra đầu tư để mua phiếu của cử tri. Và thưa quý vị, cũng phải nói luôn, đó là ở các xã hội phương Tây thì nó không có những chuyện tương tự như vậy. Nhưng mà ở các quốc gia châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, thì cái điều đó là một cái hiện tượng phổ biến. Tại sao nó lại có cái vấn đề như vậy? Thì thưa quý vị, người dân ở khu vực Đông Nam Á thì ta ý thức được các cái đại biểu nhân dân của họ thực chất chọn cái nghề chính trị gia để kiếm ăn. Do đó, những cái chính trị gia kiếm được nhiều tiền thì phải trả lại cho cử tri. Đó là một cái điều người ta nói mặc nhiên. Và đó cũng là lý do, thưa quý vị, tại sao chúng tôi luôn luôn nói với quý vị rằng những người tử tế thì thường không tham gia hoạt động chính trị. Thưa quý vị, về cái cuộc bầu cử ở Việt Nam hiện nay, thì giới truyền thông quốc tế trong những ngày này đã có rất nhiều các cái bài viết liên quan. Trong đó, The Diplomat mới đây có một cái bài viết mô tả việc bầu cử ở Việt Nam được đánh giá là một cái hành động mang tính hình thức và vô ích. Trong khi đó, truyền thông quốc tế cho rằng người dân Việt Nam ngày 23 tháng 5 năm 2021 họ đi bỏ phiếu dự kiến để chọn ra 500 đại biểu trong cơ quan lập pháp, mà người ta nói thẳng đó là những cái đại diện bù nhìn. Theo Reuters, trong cuộc bầu cử quốc hội khóa 15 ở Việt Nam có một cái điều đặc biệt, đó là ứng cử viên độc lập ít hơn trước đây đang ứng cử vào quốc hội. Theo đó, mặc dù ngày càng cởi mở hơn đối với sự thay đổi xã hội ở Việt Nam và rất nhiều thỏa thuận thương mại tự do, song Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng cầm quyền duy nhất, là một trong những cái đảng cộng sản cầm quyền cuối cùng trên thế giới, họ vẫn kiểm soát chặt chẽ Việt Nam. Và các cái phương tiện truyền thông của Việt Nam không chấp nhận, thậm chí không dung thứ cho các cái tiếng nói khác biệt. Theo Reuters, gần 69,2 triệu cử tri ở Việt Nam đã đăng ký sẽ đi bỏ phiếu bầu ra quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Tuy nhiên, Reuters cho rằng số cử viên không phải là đảng viên trong năm nay đã giảm xuống từ 97 người của cuộc bầu cử quốc hội khóa 14, chỉ còn lại 74 người. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nói đó là số lượng ứng viên. Theo đó, theo những dữ liệu chính thức của truyền thông Việt Nam cho thấy 99% trong số 67,5 triệu cử tri Việt Nam đã đăng ký tham gia bầu cử.
Tuy nhiên, Reuters đưa ra một cái điều được cho là đáng ngạc nhiên. Theo đó, phiếu bầu thì được giấu tên, nhưng tên tuổi, nghề nghiệp, dân tộc và địa chỉ của từng cử tri thì được các cái ủy ban tổ chức bầu cử ở địa phương, người ta cho dán ở bên ngoài các trung tâm bỏ phiếu. Thưa quý vị, còn một cái điều đáng ngạc nhiên hơn, đó là trong cái cuộc vận động tranh cử ở Việt Nam giữa các cái ứng cử viên tự do và các cái ứng viên do Đảng Cộng sản Việt Nam cử ra, lại có những cái sự khác biệt. Cụ thể là đảng thì cấm chỉ trích các nữ ứng viên mà họ đưa ra, nhưng họ lại bật đèn xanh cho cái việc bôi nhọ các cái ứng cử viên tự do. Thưa quý vị, đó là cái phát biểu của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoàng, đề nghị theo dõi trên mạng có những ai nói xấu ứng viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thì lực lượng công an Sài Gòn cần phải có cái biện pháp xử lý cụ thể và nghiêm túc. Được biết, cái phát biểu của Phó Chủ tịch Sài Gòn ông Võ Văn Hoàng diễn ra sau khi bà Nguyễn Phương Hằng, vợ của ông Dũng ở Vôi, có những lời qua tiếng lại với ứng cử viên Hội đồng Nhân dân thành phố, bà nghệ sĩ Trịnh Kim Chi. Theo đó, bà Trịnh Kim Chi là Phó Chủ tịch Hội Sân khấu Sài Gòn và là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu ứng cử. Tuy nhiên, thưa quý vị, có một trường hợp ứng cử viên tự do, đó là ông Lương Thế Huy, một cái người đã không ngần ngại bày tỏ mình là một người đồng giới. Được biết, ông Lương Thế Vinh là một người ngoài đảng tự ứng cử đại biểu Quốc hội ở quận Hà Đông, Hà Nội, thì trên mạng xã hội, nhân danh các hội, các đoàn và các cá nhân đưa ra các cái thông tin thoải mái bôi nhọ đối với ứng cử viên Lương Thế Huy. Trong đó có những cái tài khoản Facebooker đã quy kết ứng cử viên Lương Thế Huy là một ứng cử viên độc lập có những dấu hiệu phản động mà người ta đưa ra. Có các cái tổ chức sâu dân sự như Greenpeace, Noju hay những cá nhân hoạt động trên lĩnh vực sâu dân sự thực hiện các cái dự án được cho là thúc đẩy sâu dân sự ở Việt Nam do Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây tài trợ. Thậm chí có cái sự liên kết đối với các cái tổ chức phản động lưu vong. Thưa quý vị, chưa dừng lại ở cái mức độ đó, có một số bài viết trên mạng xã hội đã quy kết Viện Nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường ISE của ông Lương Thế Huy là nhân sự tài trợ của cái tổ chức JUS. Thậm chí người ta còn gắn cho tổ chức này là hoạt động dưới sự bảo trợ của CIA. Thưa quý vị, những cái điều vừa kể nó không thể xảy ra đối với các nước trong sâu dân chủ, bởi vì mọi người đều bình đẳng trước luật pháp, và nếu có những cái cáo buộc không có chứng cứ thì người ta khó thể kiện các cái cá nhân cũng như tổ chức ra ủy ban bầu cử, và ủy ban bầu cử phải lập tức điều tra và làm rõ. Nhưng mà ở Việt Nam, một cái điều như quý vị thấy nó hoàn toàn khác, người ta dễ dàng bôi nhọ, và đó thực chất là một chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi nói những điều đó để quý vị thấy Đảng Cộng sản Việt Nam không hoan nghênh các cái ứng cử viên tự do mà người ta không khống chế được. Thưa quý vị, trong cái bài viết bỏ phiếu bầu Quốc hội Việt Nam một cử chỉ vô ích đăng trên The Diplomat ngày 22 tháng 5 năm 2021 đã nhận định về cái cuộc bầu cử ở Việt Nam ra sao. Theo Diplomat, Việt Nam tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp vào ngày 23 tháng 5 với tổng số 868 ứng cử viên sẽ tranh 500 ghế trong Quốc hội. Theo đó, ở các cái cuộc bầu cử trước đây thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã điều hành một số ít các quốc gia độc đảng còn lại trên thế giới, và Đảng Cộng sản Việt Nam không giấu giếm cái việc người ta sẽ tiếp tục thống trị một cách lâu dài. Theo các cái kết quả thăm dò, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong ngày 23 tháng 5 rất cao, và nếu các cuộc bầu cử trước đó vẫn diễn ra bất chấp những cái vấn đề đàn áp nhân quyền gia tăng trong vài năm qua. Thậm chí Diplomat không ngần ngại khẳng định cuộc bầu cử ở Việt Nam là một cái cuộc bầu cử không tự do và công bằng. Theo đó, ở Việt Nam hiện nay thiếu các cái tiêu chuẩn như vừa kể, đó là bầu cử tự do và công bằng. Tại các cuộc thăm dò, công bằng phải đáp ứng một loạt các tiêu chí bao gồm quy trình bầu cử có trách nhiệm,
phải được công bằng và minh bạch. Hơn thế nữa, nó phải phản ánh được ý chí của người dân trong việc bỏ phiếu của họ. Họ không bị đe dọa trong một cái môi trường mà phải tôn trọng quyền con người đối với các cử tri. Theo Diplomat đã so sánh, Việt Nam cũng tương tự như Lào. Đó là những cái quốc gia độc đảng do một đảng cộng sản lãnh đạo. Họ đã kiểm soát chặt chẽ quá trình bầu cử và không có một cơ quan độc lập nào giám sát cuộc bầu cử và một quá trình dài để lựa chọn các ứng cử viên đảm bảo rằng những người được coi là bất lợi cho đảng sẽ bị người ta loại từ vòng gửi xe. Thậm chí người ta còn ngăn cản công dân tự do tham gia vào các cái vấn đề công và bất kỳ tiếng nói đối lập nào đều bị ngăn chặn chứ ít khi được lắng nghe. Diplomat dẫn ra một cái ví dụ cho rằng Ủy ban Bầu cử Quốc gia là một cái tổ chức do Quốc hội thành lập và chịu trách nhiệm tổ chức cuộc bầu cử này, do Chủ tịch Quốc hội, một cái thành viên cấp cao của đảng, người không tham gia cuộc thăm dò trong tháng này, đứng đầu. Theo đó, quá trình ứng cử được kiểm tra một cách chặt chẽ bởi các cái tổ chức đoàn thể do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Tuy nhiên, The Diplomat cho rằng thông qua nhiều vòng hiệp thương, trong đó nó sử dụng một cái quy trình không rõ ràng để xem xét và lấy cớ để loại bỏ những cử viên được cho là không đủ tiêu chuẩn. Đó là lý do vì sao trong tổng số 868 ứng cử viên cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 chỉ có 9 người tự ứng cử và 6 người trong số họ được cho là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Có nghĩa là chỉ còn vẻn vẹn có 3 ứng cử viên tự do một cách thực sự. Còn 3 ứng cử viên này, nó chỉ là con số nằm trong tổng số 868 ứng cử viên. Còn họ có lọt được vào Quốc hội hay không, nó là một vấn đề khác. Hơn nữa, với các vị trí lãnh đạo chủ chốt và thành phần tổng thể của Quốc hội khóa 15, theo The Diplomat, nó đã có những cái hạn ngạch, tức là các cái quota cho các thành viên Ủy ban Trung ương và các cái nhóm lãnh đạo chính trị khác. Và những điều này đã được xác định từ trước đây. Sau đợi 13, người ta đã tiến hành làm rõ việc này, nhưng mà người ta lại ẩn giấu trong những cái kết quả thăm dò dư luận. Đó là các cái cuộc thăm dò, và những con số đó theo Diplomat nó là những con số ấn định sẵn và cử tri không có quyền lựa chọn. Có nghĩa là người ta đã đóng đinh những cái kết quả bầu cử có sẵn. Trong khi đó, cái quá trình kiểm tra ủng hộ các cái thành viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là các cái nhân vật được cho là ứng cử viên độc lập, đã bị người ta tiến hành bắt giữ, thậm chí số còn lại thì bị đe dọa và cuối cùng biết điều đã rút lui. Cụ thể là hai ứng cử viên Lê Trọng Hùng và Trần Quốc Khánh đã bị ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam truy tố theo điều 117 Bộ luật hình sự. Và với cái điều khoản này thì hai nhân vật vừa kể có thể chấp nhận một cái hình phạt lên đến 20 năm tù giam. Và một cái điều đặc biệt, cái việc bắt giữ các ứng cử viên như vừa kể, nó đã có một tác dụng lập tức, đó là các cái ứng cử viên ứng cử Quốc hội lập tức phải im tiếng. Thưa quý vị, cuối cùng thì cái cuộc bầu cử Quốc hội ở Việt Nam cũng kết thúc với một cái kết quả như quý vị đã thấy, không khác gì so với những cái công bố thăm dò trước đó. Đó là đạt tới một cái tỷ lệ 90% trên 98% người tham gia bầu cử. Và rõ ràng với cái kết quả số người đi bầu như vậy thì người ta có thể biện minh cho cái kết quả với một cái danh sách đại biểu Quốc hội được cho là đã được chuẩn bị sẵn và cái cuộc bầu cử tốn kém ngày 23 tháng 5 theo The Diplomat nó chỉ một cái mục đích là che mắt, tạo ra một cái hình ảnh dân chủ cho bức tranh độc tài ở Việt Nam. Và rõ ràng Diplomat còn biết tường tận chi tiết tới những cái điều mà ở Việt Nam nó trở thành một cái điều phổ biến và nghiêm nhiên. Đó là một người có thể bỏ phiếu cho cả gia đình, bất chấp cái luật bầu cử không cho phép làm điều đó. Thậm chí những cái ông tổ trưởng dân phố có thể đi bầu cho cả cụm dân cư. Đó là một cái tình trạng hết sức phổ biến hiện nay. Bởi vì ở Việt Nam, người ta cái gì cũng chạy theo thành tích. Và cái ủy ban bầu cử cũng muốn đạt tới một cái thành tích có một tỷ lệ tham gia bầu cử rất cao. Đó là lý do người ta sẵn sàng bỏ qua các cái ràng buộc
trong luật bầu cử nghiêm cấm. The Diplomat đưa ra một cái báo cáo năm 2015 cho biết tỷ lệ trung bình ở Việt Nam trong các cái cuộc bầu cử ở thôn bản là 28%, trong đó phụ nữ có khả năng được người khác bỏ phiếu thay cao gấp đôi so với nam giới. Giải thích về hiện tượng này, The Diplomat cho rằng vì Đảng Cộng sản Việt Nam họ muốn tạo ra một cái nhận thức về sự ủy quyền gần như nhất trí. Đó là lý do vì sao các chính quyền địa phương ở Việt Nam người ta chịu một cái áp lực về tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử. Và đó là lý do người ta cho phép thực hiện các cái hoạt động bỏ phiếu vi phạm luật bầu cử. Thưa quý vị, trong cái bài viết của mình, The Diplomat còn đánh giá về cái tình hình nhân quyền ở Việt Nam hiện nay, nó liên quan tới cái vấn đề bầu cử và ứng cử như thế nào. Theo The Diplomat, thực sự là một cái điều kinh khủng và điều đó nó ngày càng tệ hại hơn. Đó là dưới một cái chế độ độc đảng, ở Việt Nam người ta đã vi phạm một cách có hệ thống các quyền tự do cơ bản của người dân. Theo đó, nó là một cái sự duy trì kiểm soát chặt chẽ đối với các phương tiện truyền thông và bàn lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có các cái biểu hiện không khoan nhượng đối với những lực lượng bất đồng chính kiến. Đó là lý do vì sao trong 10 năm qua, cái việc tăng cường đàn áp những người bất đồng chính kiến gia tăng một cách rõ rệt, đặc biệt những người bị bắt về các cái hoạt động chống phá nhà nước. Theo thống kê của Tổ chức Nhân quyền Dự án 88, thì năm 2020 ở Việt Nam có hàng chục người bị truy tố về các cái hoạt động ôn hòa, thậm chí có nhiều vụ bắt giữ phụ nữ và nhà báo, và tất cả những người này nhận những cái bản án tù dài hơi. Đặc biệt đối với những người bị xét xử theo cái gọi là luật ăn cốt già, đó là lý do vì sao hiện nay ở Việt Nam có một số tù nhân chính trị là 235 người. Ngoài ra còn hàng trăm tù nhân khác được cho là có nguy cơ theo The Diplomat trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13. Họ đã bắt giữ hàng loạt các nhà báo vì liên quan tới việc đưa các thông tin cũng như các ý kiến khác biệt với quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong số này có 3 thành viên của Hội Nhà báo Độc lập. Họ đã bị kết án tù khắc nghiệt từ 11 đến 15 năm tù và tất cả đều bị truy tố theo điều 117 của luật hình sự. Đó là một cái điều khoản mập mờ mà người ta dễ dàng ép cho bất kỳ ai lên tiếng phản biện xã hội, nhưng những cái điều phản biện đó nó không phù hợp với quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là lý do vì sao Liên Hợp Quốc đánh giá về những cái bản án khắc nghiệt của ban lãnh đạo Việt Nam đối với những tiếng nói bất đồng, cho rằng những bản án này được đưa ra trong một cái bối cảnh ngày càng gia tăng sự kiềm chế đối với quyền tự do ngôn luận cũng như tự do báo chí ở Việt Nam. Thưa quý vị, theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, trong một cái bối cảnh quấy rối ở Việt Nam đã chuyển sang một cái mục tiêu, đó là các cuộc tấn công vào những tiếng nói bất đồng. Nhưng một cái điều đáng chú ý, nó có một cái sự đồng lõa ngày càng gia tăng của các gã khổng lồ công nghệ, chẳng hạn như Facebook hay YouTube. Mạng xã hội Facebook cũng như YouTube đã giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam khóa các cái nhà phê bình và tắt tiếng nói độc lập trong một cái hệ thống bầu cử đảm bảo cho Đảng Cộng sản Việt Nam chiến thắng tuyệt đối, dù rằng họ không có ai cạnh tranh với họ cả. Thưa quý vị, một cái điều như chúng tôi vừa dẫn ra để quý vị thấy, ở Việt Nam chỉ có một độc đảng, không có sự cạnh tranh chính trị với bất kỳ tổ chức chính trị nào khác hay cá nhân nào khác. Tất nhiên ở đây cá nhân thì chỉ có các ứng cử viên độc lập, mà Đảng Cộng sản Việt Nam trước kỳ bầu cử đã có những cái lời chào mời đề nghị các ứng cử viên độc lập tham gia, và người ta còn hứa dành cho cái số ứng cử viên độc lập không là phải là đảng viên từ 25 đến 50 người, tức là chiếm một cái tỷ lệ từ 5 đến 10% trong đảng. Mà rõ ràng chúng tôi đã nói với quý vị, cuối cùng trong số 868 ứng cử viên chỉ có 3 người là nhân vật ngoài đảng được lọt vào danh sách ứng cử viên mà thôi. Còn cái việc 3 nhân vật đó có lọt được vào trong quốc hội hay không, nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Điều đó để quý vị thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự là một tổ chức chính trị chuyên chế, người ta không muốn có những ai cản bước của họ
trong cái việc độc diễn trên sân khấu chính trị ở Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ đến một cái phần có lẽ quý vị quan tâm hơn cả. Đó là tôi sẽ trình bày với quý vị về cái việc bầu cử ở Thái Lan và nội dung mà chúng tôi giới thiệu với quý vị, đó là một cái bài viết cách đây hơn 10 năm của cá nhân tôi trong cái chuyến đi khảo sát và tìm hiểu về cái tình hình bầu cử ở Việt Thái Lan như thế nào. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, trong một xã hội dân chủ tự do đa nguyên đa đảng thì cứ 4 hoặc 5 năm tùy theo các quốc gia được quy định trong hiến pháp thì người ta sẽ tiến hành bầu cử các cái đại diện của nhân dân vào trong một cái quốc hội, đó là một cơ quan lập pháp. Cái việc này cũng rất có thể nó đúng nhiệm kỳ, tức là 4 hoặc 5 năm. Ở Thái Lan thì cứ 4 năm một lần người ta bầu cử đại biểu quốc hội. Tuy nhiên thưa quý vị, ở các nước tự do dân chủ, ví dụ như Thái Lan là một ví dụ điển hình, đó là các cái đảng chính trị, cụ thể là đảng cầm quyền, người ta có thể tuyên bố giải tán quốc hội để bầu cử sớm khi mà người ta nhận thấy cái xu thế của xã hội ủng hộ cho đảng cầm quyền, thì có thể người ta bầu cử sớm hơn vài ba tháng để tận dụng các cái cơ hội mà cái ảnh hưởng của họ đang được dư luận xã hội ủng hộ. Tuy nhiên thường thì người ta cứ đúng kỳ hạn theo hiến pháp quy định. Và thưa quý vị, trong mỗi kỳ bầu cử được coi đó là cái việc người ta trả lại quyền lực cho cử tri, để cho cử tri bắt đầu một cái sự lựa chọn mới, chọn ra một cái cơ quan lập pháp, tức là quốc hội đại diện cho nhân dân. Và quốc hội này có nhiệm vụ bầu ra một cái chính phủ để lãnh đạo đất nước trong một cái thời gian 4 năm. Thưa quý vị, về mặt nguyên tắc thì Thái Lan là một cái xã hội đa nguyên, có nhiều đảng phái, thậm chí có các ứng cử viên tự do. Và cái số đại biểu quốc hội ở Thái Lan thường với cái tỷ lệ khoảng 400.000 dân cho một đại biểu. Đó là những cái thách thức ghê gớm đối với những người ứng viên đại biểu quốc hội, làm sao để thuyết phục được trên 50% của 400.000 cư dân, hay nói một cách đúng hơn, người ta phải đạt được một cái tỷ lệ không thấp hơn 200.000 lá phiếu. Tuy nhiên thưa quý vị, đó là những phép tính mang tính cơ học, còn trên thực tế thì nó lại là một cái vấn đề khác. Bởi vì cạnh tranh chính trị thì có nhiều đại diện ở trong một khu vực bầu cử, thì con số 400 cử tri 400.000 cử tri sẽ được chia ra cho các ứng cử viên, và chiến thắng sẽ dành về ai có cái số ủng hộ cao nhất. Thưa quý vị, chúng tôi giới thiệu những cái điều đó để quý vị thấy rằng cử tri ở Thái Lan hết sức có giá trị. Thậm chí bình thường khi mà cử tri bất bình đối với các dân biểu, đặc biệt là các dân biểu địa phương, thì một cái hành động của họ thường là chỉ mặt các dân biểu, ví dụ như hội đồng nhân dân xã, hội đồng nhân dân phường, thậm chí là đại diện của tổ dân phố, người ta chỉ mặt: mày chờ tao 4 năm nữa tao sẽ cho mày câu trả lời. Thưa quý vị, một cái chế độ dân chủ đa đảng nó kích thích cũng như nó mang lại quyền lực cho người dân. Tuy nhiên thưa quý vị, theo đánh giá của chúng tôi thì cái quyền lực người dân ở trong cách khác xã hội dân chủ nó chỉ tồn tại vẻn vẹn có 3 phút đồng hồ trong một cái thời gian tới 4 năm. Tại sao lại nói như vậy? Thưa quý vị, bởi 3 phút đó là cái thời gian mà cử tri đứng trong hòm phiếu, trong cái khoang bầu cử, để lựa chọn các cái đại biểu cho mình ở trong quốc hội cũng như hội đồng nhân dân. Còn sau đó, thưa quý vị, hết 3 phút đó thì quyền lực lại thuộc về các cái chính trị gia, và các chính trị gia ở Thái Lan người ta sẽ trục lợi trong một cái thời gian 4 năm trừ 3 phút. Tuy nhiên thưa quý vị, cử tri Thái Lan rất ý thức về quyền lợi chính trị của họ, và đặc biệt các ứng cử viên đối với các tổ chức như quốc hội hay hội đồng nhân dân các cấp ở Thái Lan, người ta cũng hiểu thân phận của họ. Và một cái điều chắc chắn khẳng định, họ bắt buộc phải chiều lòng cử tri. Và đặc biệt cái luật bầu cử ở Thái Lan thực hiện rất nghiêm ngặt, và mỗi kỳ bầu cử thì người ta ở cấp trung ương có một cái hội đồng bầu cử quốc gia, còn ở cấp địa phương các tỉnh có hội đồng bầu cử tỉnh. Người ta sẽ quan sát và
giám sát các cái cuộc bầu cử ở các địa phương, để giám sát các cái hành động gian lận mà luật bầu cử cấm. Thưa quý vị, để quý vị hiểu rõ chi tiết về cái cuộc bầu cử dân chủ ở Thái Lan hiện nay ra sao, thì chúng tôi cũng nói với quý vị trong 7 năm gần đây sau cái cuộc đảo chính quân sự ở Thái Lan, thì xã hội Thái Lan đang được cai trị bởi một cái chính phủ mang hơi hướng độc tài, đó là người thủ tướng là một tướng lĩnh quân đội. Để quý vị hiểu rõ hơn về một cái nền dân chủ ở Thái Lan, thì chúng tôi muốn giới thiệu qua về cái nền chính trị của Thái Lan hiện nay. Thưa quý vị, Vương quốc Thái Lan là một quốc gia quân chủ lập hiến, trong đó vua và hoàng tộc là biểu tượng trung tâm của sự đoàn kết cũng như thống nhất, và vua cũng như hoàng tộc đứng trên và ngoài hiến pháp. Và theo hiến pháp Thái Lan, hoàng gia không can thiệp vào chính trị. Tuy nhiên, thưa quý vị, theo hiến pháp quy định, nhà vua là nguyên thủ, đồng thời là tổng tư lệnh của quân đội, và nhà vua là một lãnh đạo tinh thần, tập trung sự đoàn kết của đất nước. Thưa quý vị, tuy là một cái quốc gia dân chủ lập hiến, nhưng nền dân chủ chính trị Thái Lan theo một chế độ dân chủ từ thập niên 1980, và tất cả các chính phủ đều phải thừa nhận hoàng gia là một cái lực lượng cao nhất của đất nước. Thưa quý vị, hội đồng dân cử của Thái Lan ở cấp trung ương đó là quốc hội, một cái cơ quan lập pháp. Quốc hội bao gồm hai viện, đó là thượng viện và hạ viện. Trong đó thượng viện có 150 thượng nghị sĩ. Trong thời gian gần đây, dưới ảnh hưởng của chế độ quân sự, thì thượng nghị sĩ có 74 nhân vật là do khi hội đồng quân sự chỉ định, và 76 là đại diện cho 76 tỉnh thành phố ở Thái Lan do dân bầu. Còn hạ viện của họ thì có 500 hạ nghị sĩ, gồm có 375 ghế chia cho các cái khu vực bầu cử. Còn lại một cái số 125 ghế thì được phân chia vào cái tỷ lệ phiếu mà người dân bầu cho các đảng chính trị, mà người ta gọi là cái danh sách party list. Có nghĩa là người ta tổng số cái số phiếu bầu của các cái đảng chính trị tham gia thanh cử, và chia lấy cái con số 125 ghế party list này để chia cho các cái đảng chính trị. Đó là các cái nhân vật không cần tham gia ứng cử nhưng mà vẫn được là đại biểu quốc hội. Đó là các nhân vật lãnh đạo theo thứ tự của các cái đảng chính trị, từ người cao nhất đến cái danh sách cuối cùng. Còn ở Thái Lan, thưa quý vị, có một cái điều mà nó hoàn toàn khác đối với suy nghĩ của người Việt Nam. Đó là các cái cấp hội đồng địa phương, đó là hội đồng nhân dân tỉnh, hội đồng nhân dân xã, vân vân. Thậm chí là đại diện của các cái tổ dân phố trong hội đồng nhân dân xã cũng do người dân bầu. Và một cái điều, thưa quý vị, ở Việt Nam người ta làm những hành động được cho là phản dân chủ, đó là người ta xóa bỏ những cái hội đồng nhân dân ở cấp xã, cấp huyện, vì người ta nói là không có tác dụng. Nhưng ở Thái Lan thì nó lại hoàn toàn trái ngược. Ở Thái Lan thì những cái hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có cái quyền lực lớn hơn cả, đó là cái cơ quan quản lý ngân sách cũng như điều hành và phát triển xã hội. Trong khi đó, các cái ủy ban nhân dân chỉ mang tính chất thay mặt cho nhà nước để kiểm soát hoạt động của hội đồng nhân dân mà thôi. Ví dụ như ủy ban nhân dân xã ở Thái Lan, người ta chỉ có duy nhất một chủ tịch xã và vài ba người giúp việc chịu về vấn đề an ninh trật tự trong khu vực. Còn tất cả những vấn đề điều hành ngân sách, hoạt động xã hội thì do hội đồng nhân dân đảm trách. Chính vì điều đó, thưa quý vị, lá phiếu của cử tri Thái Lan không chỉ đối với cuộc bầu cử quốc hội mà đối với các cái hội đồng dân cử địa phương được các cái đại diện dân cử hết sức coi trọng, vì theo chúng tôi nó là một cái giấy phép thông hành duy nhất cho phép các cái chính trị gia ở Thái Lan từ các bước leo dần lên các cái nấc thang chính trị của họ, phải bắt đầu từ hội đồng nhân dân xã, hội đồng nhân dân huyện, hội đồng nhân dân tỉnh. Và rõ ràng, thưa quý vị, những chính trị gia ở Thái Lan người ta kiếm tiền thông qua các cái chức vị này. Bây giờ Thái Lan nhà nước luôn luôn dành cho các cái dân biểu ở các cấp, ví dụ như quốc hội, hội đồng nhân dân, các cái quỹ gọi là phát triển địa phương, và các cái nhân vật ứng cử ở Thái Lan người ta dựa vào cái này là nguồn sống.
thậm chí người ta trở nên giàu lên. Và đó là lý do vì sao các cái chính trị gia Thái Lan trước mỗi mùa bầu cử, trước một cái thời hạn 3 tháng, họ có quyền quyết định chuyển đảng. Tức là người ta sẽ lựa chọn các cái đảng chính trị có xu hướng được xã hội ủng hộ để người ta chuyển tới, với hy vọng người ta sẽ giành được sự ủng hộ của cử tri trong cái vị thế của một dân biểu của đảng cầm quyền. Thưa quý vị, có cái điều đặc biệt đó là quy định luật pháp của Thái Lan quy định rất rõ cá nhân tham gia ứng cử đăng ký hộ khẩu ở vùng nào thì chỉ được ứng cử tại vùng đó, với lý do bắt buộc các cái đại biểu quốc hội hay đại biểu nhân dân phải đi sâu nắm bắt nguyện vọng của cử tri. Và điều này nó khác với ở Việt Nam, thưa quý vị. Ví dụ như trong cái cuộc bầu cử ngày 23 tháng 5, như quý vị đã thấy, ông Nguyễn Xuân Phúc và vợ là những người theo chúng tôi biết đăng ký hộ khẩu Hà Nội, nhưng mà lại vào đăng ký đại biểu quốc hội tại Củ Chi, Sài Gòn. Và những trường hợp tương tự như ông Nguyễn Xuân Phúc là một cái điều phổ biến. Đó là lý do người ta nói các đại biểu quốc hội không đại diện cho nguyện vọng của cử tri tại địa phương. Đặc biệt thưa quý vị, các cái dân biểu ở các cấp, kể cả quốc hội, hội đồng nhân dân tỉnh, hội đồng nhân dân xã, là chỗ dựa về mọi mặt của người dân, đồng thời là người chủ động trong cái việc phát triển các cái công trình phúc lợi công cộng trong khu vực cư trú của họ. Ví dụ đại biểu quốc hội có thể xây thêm các cái cây cầu, làm mới các tuyến đường. Thậm chí khi gặp khó khăn trong cuộc sống thì những cử tri Thái Lan có thể đặt vấn đề thẳng với đại diện của họ, đó là các đại biểu quốc hội, các đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, yêu cầu phải giải quyết cho họ. Ví dụ nhà không đủ ăn, thiếu thốn thì trách nhiệm của các cái đại biểu dân cử phải nhanh chóng đáp ứng. Thưa quý vị, có một cái điều chúng tôi nói mà quý vị khó có thể tin, đó là tiền lương cũng như các chế độ đãi ngộ của các cái đại biểu nhân dân, kể cả đại biểu quốc hội, không đủ cho họ chi tiêu. Bởi thưa quý vị, các cái đại biểu nhân dân, đặc biệt là các cái đại biểu nhân dân, ví dụ đại biểu hội đồng nhân dân xã, thì mỗi khi có những cái vấn đề liên quan tới ma chay cưới xin ở trong xã thì các cái đại biểu này phải đến trực tiếp, ở Việt Nam chúng ta gọi là phòng bì, và người ta phải là người xuất hiện đầu tiên với cái mục đích để lấy lòng cử tri. Thưa quý vị, một cái số tiền không lớn, tương đương khoảng 10 đô la cho một đám tang hay cho một lễ cưới mà các cái hội đồng nhân dân đó phải bỏ ra, thì quý vị biết trong một cái địa bàn xã, một đêm nó có bao nhiêu cái đám tang, có bao một tuần có bao nhiêu đám cưới, thì với một số tiền lương của họ hoàn toàn không lo được đủ cho cái vấn đề hoạt động xã hội này. Đó là chưa kể đến các cái hoạt động liên quan tới lễ hội hay các cái giải thi đấu thể thao các cấp địa phương, thì lập tức những cái dân biểu, những cái đại biểu của nhân dân phải lo lắng, người ta phải bỏ tiền túi của họ ra để lấy lòng cử tri. Và đó là lý do thưa quý vị, các cái đại biểu nhân dân ở Thái Lan, người ta đi bất kỳ đâu trông thấy người dân là lập tức người ta giơ tay lên vái quý vị, thậm chí người ta sẽ chủ động hỏi chuyện quý vị. Bởi một cái điều đơn giản, đó là nếu không làm những hành động lấy lòng dân như vậy thì kỳ bầu cử sau người dân sẽ không chọn lựa cho họ. Đó là lý do thưa quý vị chúng tôi nói với quý vị một cái chuyện, đó là ngoài cái việc tiền lương không đủ tiêu thì để trúng cử, ngoài sự tín nhiệm của nhân dân thì các cái ứng cử viên họ phải dành một cái khoản ngân sách không nhỏ. Ví dụ như ở Thái Lan, để ứng cử đại biểu quốc hội thì phải có một số tiền không nhỏ hơn 10 triệu đô la Mỹ. Và điều đó đối với các cái hội đồng nhân dân tỉnh, hội đồng nhân dân huyện, hội đồng nhân dân xã cũng như vậy, muốn tham gia tranh cử là phải có một số tiền không nhỏ. Và cái điều này nó hoàn toàn khác với suy nghĩ của các cái nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam, bởi người ta sống trong một cái môi trường bầu cử ở Việt Nam, trong một cái nền dân chủ độc đảng, trong một cái nền chính trị độc đảng, người ta cứ tưởng rằng ở Việt Nam có các cái đại biểu quốc hội là các nhà sư, là các công nhân, là các nông dân. Người ta tưởng rằng người ta ứng cử thì sẽ
được lựa chọn. Nhưng thưa quý vị, như chúng tôi đã nói quý vị nhiều lần, đó là chỉ duy nhất ở Việt Nam mới có cái hiện tượng, đó là những kẻ không có tiền mới được ngồi trong quốc hội. Còn tất cả các cái quốc gia dân chủ phát triển thì quốc hội đó là nơi dành cho những kẻ có tiền, thậm chí rất nhiều tiền. Thưa quý vị, chúng tôi kể cho quý vị nghe một cái khảo sát của chúng tôi trong việc mà các ứng cử viên lấy lòng cử tri, tức là mua phiếu bầu. Người ta phải bỏ ra một cái số tiền tối thiểu là 20 đô, nhiều nhất thì không có giới hạn 450 đô cho mỗi cử tri. Thưa quý vị, tức là nó tương đương với 500 bạt hay 1.500 bạt, tùy theo mức độ giàu có cũng như các cái cấp bầu cử. Nhưng ở đây chúng tôi xin khẳng định với quý vị, đây là một việc làm trái luật mà theo luật bầu cử của Thái Lan, nếu bị phát hiện sẽ dẫn tới thậm chí giải thể cái đảng chính trị đó. Tuy nhiên thưa quý vị, về mặt pháp lý là như vậy, nhưng mà rõ ràng các ứng cử viên của các cái đảng chính trị cạnh tranh ai cũng như thế. Có nghĩa là trong ngày bầu cử, một cử tri có thể nhận được nhiều khoản tiền khác nhau từ các ứng cử viên của các đảng chính trị khác nhau. Và đó là lý do ở Thái Lan người ta nói không đưa tiền thì không đi bầu. Nhưng mà ở đây chúng tôi lưu ý với quý vị, không phải là cứ có nhiều tiền mà thắng cử, mà vấn đề nó là người dân Thái Lan ý thức, người ta nhận tiền nhưng người ta chia những cái thành viên ở trong gia đình, lựa chọn trong đó những cái phần ảnh hưởng trong của các cái đảng chính trị mà người ta đánh giá tốt xấu, nó cũng ảnh hưởng trong cái việc bỏ phiếu lựa chọn. Thưa quý vị, ở trên chúng tôi có nói một cái chi tiết, đó là những cái ứng cử viên đại biểu quốc hội ở Thái Lan phải có một cái số tiền ước chừng 10 triệu đô la Mỹ. Thì cái số tiền 10 triệu vừa kể nó chỉ một phần là của các ứng cử viên, mà phần còn lại là do đảng chính trị tài trợ cho họ. Đó là một cái điều thực tế. Chúng tôi nói với quý vị, đó là lý do vì sao ở Thái Lan các cái đảng chính trị sẵn sàng bỏ ra một cái khoản tiền từ 3 đến 4 triệu đô la để mua các cái ghế đại biểu quốc hội. Tức là người ta hứa truyền đạt sang với đảng họ, đối với các cái đại biểu quốc hội thì người ta trả một cái khoản tiền khoảng 3 tới 4 triệu đô la. Thưa quý vị, cái số lượng dân biểu đối với các cái đảng chính trị nó quan trọng, bởi nó sẽ quyết định họ trở thành chính phủ hay cái phe đối lập. Tức là với một cái số phiếu đa số của cử tri dành cho một đảng hoặc nhiều đảng, mà đó là một cái liên minh chính trị, thì người ta sẽ xây dựng một cái chính phủ, còn những cái đảng còn lại với cái thiểu số thì trở thành một cái lực lượng đối lập giám sát chính phủ trong quốc hội. Và như quý vị đã biết, đã là chính phủ thì người ta quản lý và điều hành một cái nguồn ngân sách hàng năm vài trăm tỷ đô la với những dự án đầu tư kinh tế phát triển kèm theo các khoản tỷ lệ hoa hồng lót tay cho nhà thầu. Đó là lý do vì sao các cái chính trị gia trở thành một cái nghề hấp dẫn đối với cái giới thương lái. Chúng tôi nói những cái điều đó để quý vị thấy tham gia hoạt động chính trị ở Thái Lan, người ta không chỉ vì danh tiếng mà chính trị là một nghề kinh doanh siêu lợi nhuận. Chỉ cần bỏ một vốn và thu lại 4 lợi, nếu như thắng cử rồi được tham gia chính phủ thì thu lãi gấp nhiều lần. Đó là lý do vì sao người ta sẵn sàng bỏ cái số tiền khoảng 3 đến 4 triệu đô la để mua các cái dân biểu. Những cái điều vừa kể để quý vị thấy rằng ở Việt Nam khiếm khuyết một điều mà các cái nhà đấu tranh dân chủ người ta chưa biết, đó là một cái mạng lưới, một cái hệ thống ủng hộ cho các đảng và cụ thể là các ứng cử viên ở các địa phương. Rồi cái hệ thống ở địa phương sẽ ủng hộ cho các cái nhân vật liên quan tới các cái đảng chính trị, mà người ta xây dựng một cái hệ thống chân đếp đó, và những người nắm giữ không ai khác, đó là một cái hệ thống đại diện cho nhân dân ở các cấp huyện, xã, tỉnh. Và cái mạng lưới đó là điều kiện quyết định sự thắng lợi của mỗi tổ chức chính trị. Thưa quý vị, còn cái việc mua phiếu chia tiền trước ngày bầu cử ra sao? Thưa quý vị, ở Thái Lan đó là cái điều người ta cấm, nhưng nó là cái điều bắt buộc. Anh không có tiền thì dân không bỏ cho anh. Thế thì người ta chia tiền như thế nào? Thì thưa quý vị, ví dụ như các cái đại biểu quốc hội thì người ta có cái hệ thống chân rết như chúng tôi vừa kể, thì người ta chia tiền cho các cái hệ thống chân rết từ cấp tỉnh chia xuống cấp huyện, từ cấp huyện chia xuống cấp xã, từ cấp xã chia xuống
tới từng tổ dân phố, và người ta trên dựa trên cơ sở cái danh sách cử tri, người ta sẽ tiến hành chia tiền. Và người ta chia tiền bằng cách nào? Thưa quý vị, phải khẳng định đó là cái hành động trái pháp luật. Nếu như người ta bắt được, người ta có những cái chứng cứ cụ thể có thể dẫn tới việc giải tán đảng. Xong, những cái điều khoản nghiêm ngặt như vậy, nhưng những cái tình trạng này nó là một cái tình trạng phổ biến. Và trước những ngày bầu cử thì người dân ở Thái Lan thường rỉ tai nhau: ông X cho bao nhiêu, bà Y cho bao nhiêu. Và thưa quý vị, những cái sự đồn thổi đó sẽ trở thành hiện thực vào cái đêm trước ngày bầu cử. Đêm trước ngày bầu cử thì có những cái người đến gặp cử tri và đưa cho họ một cái số tiền mặt, nói công khai: ngày mai nhận số tiền này đi bầu cho ông này. Ví dụ như ông X cho 20 đô thì nói rõ ông X, đây là tiền của ông X, 20 đô ngày mai đi bầu giúp cho ông ấy. Hoặc một lúc sau thì lại có những cái tổ khác đến: đây là tiền của bà gì, cho 40 đô, ngày mai đừng quên đi bầu cho bà ấy. Đó là một cái điều chúng tôi nói với quý vị có thật. Và trực tiếp tôi đã được chứng kiến những cái vụ việc này. Và đó là lý do tại sao ở Thái Lan trước đêm bầu cử người ta gọi là một cái đêm chó sủa. Tức là đêm đó là chó sủa không ngừng. Nhưng mà nó là một cái điều mặc nhiên, thưa quý vị, dù luật cấm nhưng ai cũng hiểu đó là một cái vấn đề không thể thiếu được trong chính trị Thái Lan. Mà theo quan điểm của cử tri Thái Lan, người ta nói bầu các ông bà vào trong các cái hội đồng dân cử đó, các ông bà sẽ kiếm được nhiều tiền. Vì cái việc các ông bà đưa lại cho chúng tôi chẳng qua là một cái phần lãng quả không đáng kể. Và đó là một cái điều không hề thiệt hại cho các cái ứng cử viên. Và thưa quý vị, toàn bộ các cái hoạt động chia tiền đó nó thông qua một cái hệ thống mà chúng tôi giới thiệu, đó là một hệ thống dân chân xếp trăng chịt của các cái chính trị gia từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cho đến từng tổ dân phố. Và chúng tôi khẳng định quý vị đó là những yếu tố quan trọng nhất và quyết định sự thắng lợi trong các cuộc bầu cử của các đảng phái chính trị. Nói như chúng ta nôm na đó là các cái ứng cử viên người ta chuẩn bị 3-4 năm để đánh một trận quyết định, đó là ngày bầu cử quốc hội. Vì nếu đảng phái chính trị nào giành được nhiều đầu mối ở cấp cơ sở thì đảng đó nhất định chiến thắng. Và ngược lại, những ai không nằm trong một cái đường dây đó thì vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội trúng cử. Một cái câu hỏi đặt ra là tại sao lại có những cái chuyện như vậy? Thưa quý vị, một cái câu trả lời là các cái tổ chức chính trị hay cá nhân có uy tín lớn, họ phải tạo ra một cái hệ thống chân rết từ trung ương tới địa phương. Và để duy trì cái hệ thống chân rết đó không chỉ ở trong mùa bầu cử, mà người ta phải duy trì cái hệ thống chân rết đó hoạt động 24/24 bất kỳ thời điểm nào, khi mà các chính trị gia còn tồn tại và hoạt động chính trị. Và đó là lý do vì sao ở Thái Lan có một cái truyền thống cha truyền con nối là như vậy. Ví dụ như ông bố là đại biểu quốc hội nhưng vì lý do sức khỏe thì lập tức là vợ hay là con, hoặc vợ hoặc con không được thì người ta lại sử dụng đến cháu, bởi vì người ta phải tận dụng vào cái hệ thống chân rết như vừa kể. Mà để gây dựng được, thưa quý vị, không phải là một chuyện đơn giản. Người ta phải chi tiêu hàng năm, hàng tháng rất nhiều tiền. Tối thiểu là mỗi cái thành viên ở cấp tổ dân phố hàng tháng người ta cũng phải nhận được một cái khoản tài trợ khoảng một vài chục đô la Mỹ. Thưa quý vị cứ hình dung ra một cái hệ thống chân rết của một đại biểu quốc hội trên toàn quốc hay là ở trong phạm vi một cái địa bàn tỉnh, thì quý vị đã thấy người ta phải chi một cái khối lượng tiền bạc khổng lồ như thế nào. Và đó là lý do vì sao, thưa quý vị, ở Thái Lan có những dòng họ, có những gia tộc người ta độc chiếm ở một vùng, một miền hay một tỉnh. Và đó là lý do ở Thái Lan, tại các vùng, các miền chỉ tồn tại một đảng chính trị luôn luôn chiến thắng. Và cái điều mà một số địa phương chỉ có duy nhất một ứng viên cũng là một chiều chuyện bình thường. Nghĩa là ứng cử viên bầu mùa tức là chỉ có một ứng cử viên và cũng chỉ bầu một đại biểu, bởi vì các cái đối thủ chính trị khác không có khả năng cạnh tranh thì người ta không dạy rồi lao vào để mất tiền không. Tuy nhiên nó cũng phải loại trừ những cái trường hợp một số những cái người người ta gầy dựng dần dần thì người ta cũng chấp nhận
vào các cái cuộc ganh đua đó để dần dần gây tiếng tăm cho những cái mùa bầu cử sau. Chúng tôi nói những cái điều kiện, những cái điều vừa kể đặc biệt là để cho các cái nhà hoạt động chính trị ở Việt Nam, quý vị cần phải biết rằng một cái điều quan trọng hơn là quý vị phải hệ thống được một cái mạng lưới chân rết ủng hộ cho quý vị, chứ không phải hoạt động như các nhà chính trị Việt Nam, những người nhân danh hoạt động xã hội, người ta chỉ lo những cái việc trước mắt để lấy danh tiếng mà thôi. Thưa quý vị, cũng như ở Việt Nam, ở Thái Lan, việc đi bầu cử là quyền chứ không phải nghĩa vụ. Ai thích đi bầu thì đi, không thích thì ở nhà. Chẳng có ai có quyền bắt buộc họ cả. Nhưng mà thưa quý vị, nó có cái ràng buộc mà Việt Nam chúng ta cần phải học tập, đó là nếu như không đi bầu của cái cuộc bầu cử lần này thì kỳ bầu cử lần sau, những cái người không tham gia bầu cử sẽ bị cấm tham gia ứng cử trong các cuộc bầu cử dân cử ở mọi cấp. Thưa quý vị, mỗi mùa bầu cử ở Thái Lan, đặc biệt ở vùng nông thôn, nếu quý vị về khảo sát thì quý vị sẽ thấy có những đứa trẻ nó cứ nghêu ngao hát một cái câu ca đại ý như tìm không chi thì chúng ta không đi bầu. Và chúng tôi xin khẳng định điều này đã xảy ra cách đây hàng chục năm trước đây và đến bây giờ nó vẫn tồn tại. Tuy nhiên như quý vị đã biết, chúng tôi đã nói, cử tri Thái Lan họ cũng rất công bằng, song phẳng. Họ không dựa vào cái số tiền các ứng cử viên cho họ, tức là cho nhiều thì họ sẽ chọn nhiều. Mà các ứng cử viên cho tiền ít hay nhiều thì trong mỗi gia đình, người Thái Lan họ sẽ tự bảo nhau lựa chọn theo một cái tỷ lệ cho vừa lòng các ứng cử viên. Song thưa quý vị, có nhiều người có hiểu biết về chính trị thì họ nói chia tiền là tao lấy, nhưng mà những thằng chia tiền thì tao không chọn, tại vì đó là hành động gian lận bầu cử. Thưa quý vị, cũng phải nói thêm về cái việc vận động tranh cử cũng vậy. Các ứng cử viên phải trực tiếp xuống gặp dân, kể cả các cái đại biểu quốc hội ở trung ương. Người ta muốn lấy phiếu của các địa phương thì người ta phải đi xuống để tiếp xúc với đại diện các cử tri. Thậm chí người ta đi dọc theo những cái con phố vào từng nhà để đề nghị sự ủng hộ của các cử tri đối với cái đảng của họ cũng như các cá nhân ứng cử. Và những cái người ở trung ương xuống tỉnh đó là những cái nhân vật quan trọng, có tên, có tuổi. Và những cái hiện tượng đó nó gây ấn tượng rất nhiều trong cái sự quyết định của các cử tri trong việc lựa chọn đảng nào, lựa chọn ai là đại biểu quốc hội của họ. Thưa quý vị, có một cái điều hẳn là quý vị ngạc nhiên. Ví dụ như mỗi tổ dân phố sẽ có hai đại diện ở trong hội đồng nhân dân xã hay hội đồng nhân dân phường. Thì thưa quý vị, với một cái khoản trợ cấp cho đại diện hội đồng nhân dân phường chỉ khoảng 300 đô một tháng, vậy mà người ta giành nhau để giành được cái chức ủy viên hội đồng nhân dân phường, người ta phải chi ra những cái khoản tiền vài chục đô la cho một đầu người. Khi trúng cử thì người ta lại phải tiếp tục bỏ tiền ra để lấy lòng người dân ở trong cái tổ dân phố đó. Và thưa quý vị, cái chức vụ tổ trưởng dân phố làm cái chức vụ hoàn toàn không có màu mỡ gì, nhưng chỉ vì tiếng tăm mà người ta cũng phải bỏ một cái khoản tiền rất lớn để vận động người dân bầu cho họ. Chứ không phải như ở Việt Nam, mọi người bây giờ thì chúng tôi cũng không biết, nhưng mà thời ngày xưa thường là các cái cụ về hưu thì mới đảm nhận cái chức tổ trưởng dân phố, bởi vì nó không có một cái quyền lợi gì cả. Thưa quý vị, hôm nay ở trên tạp chí Luật Khoa có một cái bài viết nói về vấn đề bầu cử rất hay. Trong một cái điều kiện khác chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị, đó là một cái bài viết tẩy chay bầu cử lúc này không có ích gì, bởi vì bạn có thể làm nhiều hơn thế. Đó là một cái bài viết của tác giả Y Chan đăng trên tạp chí Luật Khoa. Quý vị có thể truy cập để đọc. Và theo tác giả cũng đồng nhất với cái quan điểm mà lâu nay chúng tôi với giới thiệu với quý vị, đó là ở Việt Nam mọi người hoàn toàn có quyền tẩy chay cuộc bầu cử, đó là sự lựa chọn chính đáng và hợp pháp. Song thưa quý vị, một cái câu hỏi đặt ra là với những ai mong muốn góp sức xây dựng một Việt Nam có một cái nền dân chủ trong tương lai tốt đẹp hơn, thì cái việc tẩy chay bầu cử theo tác giả Y Chan không phải là một lựa chọn hiệu quả, bởi vì nó không có tác dụng gì. Trong một cái thể chế bầu cử độc đảng hiện nay, tất cả mọi sự chuẩn bị đã có sẵn, mà lẽ ra
cũng như KTV nói, quý vị phải tận dụng cái cơ hội bầu cử để biến những cái lá phiếu của cử tri trở thành kết quả của một cái cuộc thăm dò ý kiến, để truyền tới ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam một cái thông điệp để họ hiểu rằng những cái việc lừa bịp trong một cái cuộc gọi là bầu cử dân chủ ra hiệu như vậy, người dân đều biết. Thưa quý vị, lâu nay có một số ý kiến, đặc biệt là giới dư luận viên ở Việt Nam, người ta luôn luôn nói đa đảng là loạn lạc, đa đảng là phức tạp. Nhưng mà những cái hiện tượng bầu cử ở Thái Lan, chúng tôi truyền tới quý vị trong bài nói chuyện hôm nay, để quý vị thấy rằng trong một cái chế độ đa nguyên dân chủ, có cái sự cạnh tranh chính trị giữa các đảng phái, giữa các ứng cử viên, nó thể hiện cái vai trò quan trọng của các cử tri. Và các cử tri ở Thái Lan được các cái đại biểu quốc hội hay những cái ứng cử viên hết sức tôn trọng. Nhưng mà trái lại, ở Việt Nam thì người ta còn thậm chí cử tri không biết người người ta bầu là ai. Và đó là lý do tại sao người ta nói không biết thì không bỏ. Nhưng mà ở Thái Lan nó hoàn toàn khác, thưa quý vị. Thậm chí người ta phải mất tiền, không phải chỉ một lần trong ngày bầu cử, mà còn mất tiền cho cử tri rất nhiều trong những cái cuộc sống đời thường của quý vị. Thưa quý vị, hy vọng rằng đây là một cái bài nói chuyện liên quan tới bầu cử, để quý vị thấy ý nghĩa cũng như giá trị của một cái chế độ cạnh tranh chính trị đa nguyên đa đảng. Nó hoàn toàn là một cái điều có lợi cho đất nước, cho quốc gia. Còn có những ý kiến cho rằng đa nguyên đa đảng dẫn tới sự cạnh tranh, thậm chí ở mức cực đoan sẽ dẫn tới loạn lạc. Điều đó nó cũng không sai. Tuy nhiên, ở một cái mức độ nào đó nếu kiểm soát được thì chắc chắn nó tốt hơn chế độ độc đảng. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV liên quan tới vấn đề bầu cử và ở Thái Lan cử tri được tôn trọng như thế nào, xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi đến phút cuối và đề nghị quý vị tiếp tục ủng hộ và cổ vũ cho KTV bằng cách giới thiệu chương trình của chúng tôi tới nhiều người, nhiều lớp tới nhiều tầng, nhiều lớp trong xã hội Việt Nam, để mọi người hiểu rõ hơn về hiện tình chính trị ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, để mọi người có thể xác định cho mình phải làm gì để đóng góp trong cái việc xây dựng đất nước, để biến Việt Nam trở thành một quốc gia hùng cường, độc lập và tự do trong tương lai. Thưa quý vị, đề nghị quý vị hãy coi những cái hành động cổ vũ cho KTV là những cái điều ủng hộ cho một cái cuộc vận động dân chủ trên tinh thần tiên tiến, làm bước nào chắc bước ấy, trên cơ sở nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí, để mọi người có ý thức chính trị một cách đúng đắn. Thưa quý vị, KTV là một cơ quan truyền thông, không phải một tổ chức chính trị. KTV không có chủ trương chống đối hoặc ủng hộ bất kỳ thế lực chính trị nào. Trách nhiệm của KTV là đưa các cái thông tin trung thực, nhanh chóng tới quý vị. Và đề nghị quý vị có các cái thông tin hay các chủ đề quý vị muốn KTV bình luận, quý vị hãy gửi ý kiến trong phần comment trong mỗi clip, hoặc quý vị có thể đặt câu hỏi với chúng tôi về các cái vấn đề liên quan tới chính trị, và chúng tôi sẽ hồi đáp lại với quý vị trong cái phần Messenger của cái trang Facebook Việt Thành KTV. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt, bye bye quý vị.